Xin kính chào các bạn khán giả của kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, con người bước vào kỷ nguyên 4.0 với hàng loạt sự sáng tạo, phát triển đi đôi với nhiều cơ hội và thách thức. Tất cả mọi thứ đang dần thay đổi để thích hợp với thời đại 4.0 ngày nay. Việc làm cũng không ngoại lệ. Hiện nay, nhu cầu làm giàu và ước mơ trở thành người giàu có đang xuất hiện ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Nhưng những ngành nào sẽ dẫn đầu xu thế trong tương lai và đâu là ngành sẽ kiếm được bộ tiền luôn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo các chuyên gia nhân sự thì trong thời đại ngày nay, một sự nghiệp thành đạt sẽ đến với những ai được đào tạo kỹ lưỡng, đầu óc sáng tạo, nhanh nhạy và linh hoạt với mọi biến động trong cuộc sống. Và tất nhiên, người nắm được thời cuộc và chọn lựa được các ngành nghề hot trend chính là người chiến thắng trong cuộc đua đến thành công. Vậy rốt cuộc, các công việc sẽ giúp chúng ta hái ra tiền trong tương lai sắp tới thuộc ngành nghề triển vọng nào và làm cách nào để bắt đầu chuyển hướng sang làm các công việc đó một cách hợp lý và thành thục nhất? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công khám phá ngay sau đây nhé! Jeff Lerner là một triệu phú tự thân, đồng thời là nhà sáng lập và giám đốc tầm nhìn của Anchor Institute, một nền tảng giáo dục đã thu hút hơn 200.000 người dùng trong 3 năm đầu tiên. Ông cũng là tác giả của cuốn sách Unlock Your Potential, The Ultimate Guide for Creating Your Dream Life in the Modern World. Tạm dịch, mở khóa khả năng tiềm ẩn của bạn, chỉ dẫn cơ bản để tạo ra cuộc sống trong mơ ở thế giới hiện đại. Và dưới đây là bài chia sẻ về bí quyết tạo ra khối tài sản triệu USD của Jeff. Trong suốt 13 năm, tôi đã từ một nghệ sĩ thất bại trở thành triệu phú tự thân. Một trong những cách quan trọng để tôi có thể phát triển sự giàu có của mình là các công việc tay trái. Công việc tay trái của tôi từ tiếp thị liên kết, bán hàng trực tuyến đến kiểm thử sản phẩm. Không chỉ giúp tôi trả khoản nợ gần 495.000 USD, mà tôi còn có đủ vốn để thành lập công ty giáo dục tài chính trị giá hàng triệu USD. Tôi đã giúp hàng trăm khách hàng có cơ hội kiếm được thu nhập tốt. Dưới đây là những việc làm thêm yêu thích của tôi và cách thức tìm kiếm những công việc này. Trong số đó, một vài công việc có thể giúp bạn kiếm được 3.000 USD trên một tháng. Nghề thứ nhất, trải nghiệm và nghiên cứu sản phẩm. KOC, Key Opinion Consumer. Những người tiêu dùng review đánh giá, nhận xét sản phẩm được xem là một công việc đang hot những năm gần đây. Nhất là với những bạn trẻ năng động, công việc này đã đem đến nguồn thu ổn định và có thể phát triển kinh doanh trên nền tảng số. Bạn có thể được trả tiền khi đưa ra ý kiến của mình. Có rất nhiều công ty nghiên cứu thị trường đang tìm người để thử nghiệm sản phẩm của họ. Thực hiện các cuộc khảo sát và đưa ra suy nghĩ về nhiều loại hàng hóa tiêu dùng. Công việc phụ trách thử nghiệm sản phẩm của một bà mẹ đã giúp cô ấy kiếm được từ 3 USD đến 500 USD. Bạn có thể theo dõi Service Junkie, trang web cung cấp những nhóm trả phí và người tham gia có thể kiếm được 150 USD trên giờ. Nghề thứ hai, mua sắm bí ẩn. Mystery Shopping, người mua hàng bí ẩn, là chương trình kiểm soát chất lượng phục vụ, kỹ năng bán hàng, cách thức nhân viên trò chuyện với khách trực tiếp và qua điện thoại. Đồng thời cũng là công cụ trợ giúp đắc lực trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm, tổ chức gian hàng và nhiều yếu tố liên quan khác. Hình thức Mystery Shopping được áp dụng rộng rãi ở các công ty thực phẩm, hệ thống trạm xăng, dịch vụ giao nhận bưu điện, các cửa hàng xe hơi, v.v. Nói chung là bất cứ công ty nào kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đều có thể sử dụng biện pháp này. Đặc biệt, các công ty có mạng lưới bán lẻ thường coi đây là cách kiểm tra đơn giản và hiệu quả trong các chương trình giám sát hoạt động của các cửa hàng. Theo kết luận của các công ty đang tích cực áp dụng phương pháp Mystery Shopping, doanh số bán ra trong giai đoạn tiến hành các hoạt động này tăng lên 2-3 lần. Một số người coi đây là một công việc làm thêm trong mơ. Lý do tại sao loại công việc này được nhiều người ưa thích đó là bạn mua sắm và được trả tiền cho những gì mình mua. Những người mua sắm bí ẩn được các công ty nghiên cứu thị trường tuyển dụng để đánh giá chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng và cửa hàng khác nhau. Hãy theo dõi các trang web như Alice, CXS và Market4 để tìm cơ hội. Theo ZipRecruiter, mức lương trung bình trong một cuộc mua sắm bí ẩn là 23 USD trên mỗi giờ. Nghề thứ ba, bán đi những thứ không có nhu cầu. Bên cạnh việc tiết kiệm tiền bạc so với mua đồ mới thì thói quen dùng đồ cũ được nhiều bạn trẻ thích sống xanh ưa chuộng. Đáp ứng xu hướng này, có rất nhiều kênh mua bán trao đổi những món đồ cũ xuất hiện. Nếu bạn có một tủ chứa những đồ không cần thiết là thiết bị,
hoặc đồ sưu tầm cũ, bạn có thể loại bỏ chúng bằng cách đăng bán trên các nền tảng như OfferUp và eBay. Bạn thậm chí có thể làm điều này cho người khác một cách chuyên nghiệp và kiếm hoa hồng. Một sinh viên y khoa ở Rochester, Michigan đã kiếm được từ 5.000 đến 6.000 USD trên một tháng khi bán quần áo đã qua sử dụng trên Postmark. Nghề thứ tư, viết sơ yếu lý lịch. Thị trường việc làm ngày càng thắt chặt và có nhiều người tìm việc hơn bao giờ hết. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng kỹ năng viết sơ yếu lý lịch của mình bằng cách giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh, đồng thời kiếm được một số tiền kha khá. Nếu bạn là người được bạn bè tìm đến để nhờ giúp đỡ về CV và thư xin việc, hãy cân nhắc bắt đầu dịch vụ viết sơ yếu lý lịch. Bạn nên đăng dịch vụ của mình trên các trang web như Fiverr và Upwork. Đây là một trong những công việc làm thêm mà bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo ra lý lịch bản thân được nhiều người theo dõi và phát triển theo thời gian. Công ty viết sơ yếu lý lịch của một phụ nữ, The Writing Guru, khởi đầu là một công việc tay trái. Ban đầu, họ tính phí 150 USD trên mỗi giờ và sau đó tăng giá lên 500 USD cho mỗi khách hàng. Người viết sơ yếu lý lịch trung bình được trả khoảng 20 đô la trên giờ. Đây chắc chắn là một hợp đồng biểu diễn được trả lương cao. Bạn có thể kiếm được 90 đô la đến 120 cho một sơ yếu lý lịch hoặc CV một khi bạn đã tạo dựng được danh tiếng của mình trong lĩnh vực này với tư cách là một người viết sơ yếu lý lịch giỏi. Bắt đầu với mức giá thấp hơn có thể giúp bạn vượt qua ngưỡng cửa để bạn xây dựng danh tiếng của mình. Nhưng đừng tự đánh giá thấp bản thân mình. Khi bạn đã khẳng định mình là một nhà văn có uy tín, bạn có thể kiếm được tới 800 đô la trở lên trong một bản sơ yếu lý lịch, vì vậy đừng bỏ cuộc. Nghề thứ 5, tạo danh sách phát nhạc. Mọi bữa tiệc đều cần một danh sách phát nhạc thú vị. Quá trình kiếm tiền rất đơn giản. Mọi người sẽ trả tiền để truy cập vào danh sách phát được quản lý tốt và các nhạc sĩ trẻ trả tiền để đưa bài hát của họ vào danh sách phát. Các trang web như Playlist Push được thiết kế để giúp các nghệ sĩ độc lập nghe nhạc của họ bởi người quản lý danh sách phát Spotify và người tạo nội dung YouTube. Người quản lý có thể kiếm từ 1 USD đến 6 USD cho mỗi bài đánh giá bản nhạc. Nghề thứ 6, kiểm tra người dùng. Các trang web như User Testing và User Zoom cho phép bạn tải xuống phần mềm kiểm tra của họ và tự ghi lại bằng webcam trong quá trình kiểm tra. Khách hàng muốn nhìn thấy và nghe thấy bạn tương tác với trang web của họ. Nếu bạn cẩn thận khi thử nghiệm website của họ và cung cấp phản hồi mà khách hàng thấy hữu ích, bạn có thể có cơ hội thực hiện các bài kiểm tra trực tiếp với tương tác trực tiếp ở thời gian thực. Thu nhập ước tính là 10 USD cho mỗi 20 phút thử nghiệm hoặc lên đến 60 USD cho các thử nghiệm trực tiếp lâu hơn. Ngày thứ 7, bán các bức ảnh. Bạn đã bỏ ra hàng giờ để học cách sử dụng máy ảnh và cách để chụp một bức ảnh đẹp. Và bây giờ, bạn đã sở hữu một bộ ảnh tuyệt vời và bạn tự hỏi bán ảnh online như thế nào để kiếm được tiền. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp nhiếp ảnh của bạn và nó đáng được đầu tư suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu bạn yêu thích nhiếp ảnh hoặc có những bức ảnh tuyệt vời, bạn có thể được trả tiền để đăng chúng lên các nền tảng ảnh có sẵn. Chúng có thể là những bức ảnh du lịch phong cảnh hoặc chỉ là những bức ảnh chụp hàng ngày mà bạn đã lưu sẵn trong điện thoại của mình. Các blogger và nhà tiếp thị trực tuyến luôn tìm kiếm ảnh cho các trang web của họ với các quy định về bản quyền. Do đó, các trang web như Shutterstock và Deposit Photos không ngừng tìm cách mở rộng danh mục hình ảnh không có bản quyền của họ, tùy thuộc vào số lượng, chất lượng và tính độc đáo của ảnh. Bạn có thể kiếm được từ 200 đến 500 USD trên một tháng. Ngày thứ 8, đánh máy lại nội dung. Khi search từ khóa việc làm đánh máy tại nhà, bạn có thể thấy hiển thị khoảng 200.000 kết quả trả về. Có rất nhiều tin đăng tuyển vị trí này và như tên gọi, bạn có thể ứng tuyển rồi làm việc từ xa với một số yêu cầu đơn giản. Mức thu nhập từ các công việc này có thể không nhiều như làm kinh doanh, bán hàng hay đi làm toàn thời gian, nhưng đổi lại có thêm một khoản kha khá với các thao tác cơ bản, không cần trình độ, kỹ năng đặc biệt, chắc chắn cũng là một lựa chọn không tồi. Bạn có phải là một nhân viên đánh máy xuất sắc? Nếu vậy, bạn có thể kiếm được ít nhất 20 USD trên mỗi giờ cho việc đánh máy lại nội dung từ các file âm thanh và có thể nhiều hơn nếu bạn có kinh nghiệm pháp lý hoặc y tế. Các trang web như Transcribe cho phép bạn kiếm tiền từ kỹ năng đó và bạn có thể tùy chọn khối lượng công việc. Nhân viên ghi chép cho Speakrite được trả từ 0,005 USD đến 0,006 USD cho mỗi bài đăng.
những người có thu nhập cao nhất kiếm được trung bình 3.000 USD trên tháng. Nghề thứ 9, cho thuê ô tô. Nếu bạn không muốn chở người khác đi khắp nơi với công việc là tài xế Lyft hoặc Uber, bạn có thể cho thuê ô tô của mình trên các trang web như Turo và GetRound, giống như các bạn cho thuê nhà hoặc căn hộ trên Airbnb. Lúc này bạn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với các công ty cho thuê xe. Dù có những rủi ro nhất định nhưng loại hình này cũng khá hấp dẫn. Vị tỷ phú Jeff Lerner đã cho một người thuê xe của mình từ 2 đến 3 ngày trên tuần và kiếm được 3.500 USD trên tháng. Và cuối cùng là nghề trông nhà hoặc giữ trẻ. Lĩnh vực này có rất nhiều cạnh tranh nhưng bạn có thể đăng dịch vụ của mình, phát triển cơ sở khách hàng và xây dựng danh tiếng bằng các bài đánh giá trên nền tảng bạn sử dụng hoặc thông qua giới thiệu và truyền miệng. Rất nhiều gia đình hiện đại, bố mẹ đều đi làm rồi các mối quan hệ xã hội khác nên không có thời gian để trông con, và đây chính là cơ hội cho bạn. Nếu là người yêu trẻ, thích trẻ, có khả năng ca hát, có đức tính kiên trì thì bạn rất hợp với nghề này đấy. Mục tiêu là duy trì một mạng lưới khách hàng trung thành ổn định, tùy thuộc vào nơi bạn sống. Những người trông nhà có thể kiếm được tới 100 USD trên một ngày, người trông trẻ lên đến 20 USD trên giờ và người trông thú cưng nhận được mức phí lên đến 18 USD trên giờ. Với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin cùng với nền kinh tế quốc tế phát triển, việc lựa chọn ngành nghề nào để kiếm được nhiều tiền không còn khó khăn cho các bạn nữa. Làm nghề gì nhanh giàu nhất hay nghề dễ làm giàu hiện nay còn phụ thuộc vào thị trường và chiến lược kinh doanh của bạn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn và phát triển ý tưởng một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của kênh Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí Quyết Thành Công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí Quyết Thành Công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí Quyết Thành Công nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí Quyết Thành Công.